là R8 luôn, nhưng mà cái này là 828. Ok, bóc ra và phím LED. Đây cũng có cái phiếu luôn. Cái dây này rất là mềm và cái đầu này thì rất là cứng chắc. Ok, bỏ ra bọc lại nào. Wow, đẹp. Ok, phím bấm khá là nhẹ, nổi lên trên và cái kiểu dáng này thì cái viền này bằng sắt hóa tết này, giống như là một cái thùng game. Rồi, cắm vô. Rồi, sáng đèn, xem cái đèn này báo ở đây, cái nút đèn này sẽ hiển thị ở trên này. Đây. Đó, clock mình sẽ kết hợp với F nên là nó sẽ sáng lên. Còn tím này thì ai mà sạch sạch chút thì xài thì ok hơn, còn bẩn chút thì xiên nâu chùi khá là ok. Rồi, đây chỉ có một màu thôi. Đó. Tối thì nhìn là ok. Chia ra nhiều đoạn, phân đoạn sáng này, nếu mà vào buổi tối thì nhìn đẹp lắm. Phím bá bàn phím này giống như là Boston 802, chỉ có một nút này thôi. Chắc chữ FN là chỉ để trang trí thôi. À. Cái bàn phím này thì nó vừa đẹp, nó vừa bền so với bàn phím thông thường. Giá của nó thì nó cũng gọi là tầm trung. À, xin chào các bạn nhé.